Ai đây muốn chơi Liên Quân, Free Fire hay PUBG Mobile mà không có acc thì có thể mua tại shop siro.vn để thử vận may và giúp tôi kiếm thêm thu nhập nha. Hãy nhớ tên anh từng cơn mơ. Xin chào các bạn, những người đã quen, những người đã bao giờ quen. Chào mừng các bạn đã đến với channel Shadow Official và là tôi, tạm biệt sau đây. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với một cái video reaction mới trên kênh của Shadow Official. Và trước khi vào video này, các bạn quên để lại một like và subscribe cho kênh YouTube Shadow Official để xem cùng mực làm những video hay hơn. Và cùng đừng quên đăng ký cho kênh và đăng ký để nhận thông báo video mới nhất của Shadow nha. Và nếu bạn nào là fan của Shadow, người hâm mộ của Shadow và subscribe của Shadow thì các bạn hãy để lại một bình luận với những câu hỏi mà các bạn muốn lựa chọn là cho Shadow có câu chuyện hoặc là những thứ mà các bạn muốn làm trong những video tiếp theo. Hoặc ít nhất các bạn có xem video này thì các bạn hãy để lại một bình luận vào hoặc nhắn một cái để biết là bạn đã xem nha. Và điều thứ hai là nếu như các bạn ủng hộ Shadow thì các bạn hãy chia sẻ video này lên Facebook để cho nhiều người hơn cùng biết đến Shadow nha. Và điều thứ ba là nếu như bạn nào có hết video này từ đầu đến cuối thì các bạn hãy comment phím số máy đó, thì nếu các bạn coi hết video này mà không tua á thì các bạn sẽ nghe được cái số đó thôi. Tại vì trong cái quá trình reaction mình sẽ nói cái số đó ra cho các bạn. Và 300 comment đúng cái phím đó đầu tiên thì mình sẽ thả tim và like cho những comment đó nha. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục reaction một cái video đó là Real Life and Minecraft, hay còn nói nôm na hay gì ta tiếng Việt á là có nghĩa là đời thực và Minecraft khác nhau như thế nào. Và đây tiếp tục là một cái video mới của bạn Dan Omega mà mình mới tìm được ở trên YouTube. Thì để tránh cái việc gọi là đang coi cái nó gặp quảng cáo này, mình đã tải cái video về này. Đấy, và hiện tại là mình đã tải video này về để mình reaction cho bạn coi nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần reaction thôi nào. Rồi, vẫn là cái intro đó. Thì bạn Dan này là hình như cái kênh của bạn mới chuyên làm về cái này luôn các bạn, nên là một intro bạn xài luôn này. Đấy, Minecraft vs Real Life. Các bạn cũng nhớ subscribe cho bạn Dan nha. Đầu tiên là về bức tường. Ok, Minecraft. Ủa sao ghi mọi người, cái đoạn này tôi hơi hoảng tí. Ủa sao? Ủa từ từ, sao nó vi diệu vậy? Sao đi xuyên tường được vậy? Mặt nạ hacker đi xuyên tường các bạn ơi. Bây giờ thời đại 4.0 mà bây giờ hacker nó không còn phải gọi là bấm cào phím nữa. Bây giờ hacker đi xuyên tường vô lấy chậm thông tin luôn. Ghê. À không, hacker lấy chậm kim cương, không có lấy chậm thông tin các bạn. Đó, ghê. Má kiểu này chắc là nhà nhà bị chậm, người người bị chậm đó các bạn. Hacker giờ ghê quá. Real life. Ok, Real Life đi xuyên tường không được, đập mẹ tường luôn. Ok. Nhưng mà tôi thấy đập kiểu này bức tường còn tốt mà, ta sao lại đập đi nhờ. Uổng ghê luôn á, thề. Bức tường còn tốt lắm luôn á. Đập đi uổng thật. Ok, tiếp theo về con heo. Trong Minecraft, Minecraft là những con heo khá là mũm mĩm, khá là mập mạp và khá là vuông. Ok. Còn đây là skin của bạn Dan nè các bạn. Dan đang trong chế độ là farmer, đang trong chế độ nông dân. Ok, vô cho heo ăn nè. Một con, hai con kia đâu lại luôn. Ba con. À, tôi biết được một cái rất là khác của Minecraft, giữa heo của Minecraft và heo của Real Life các bạn. Tức là heo của Minecraft như thế này nè. Tại vì sao lại có heo? Tại vì sao lại có heo? Tại vì má heo yêu ba heo. Tăng 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 là có heo. Nói chung thì Real Life thì nó cũng có cái trường hợp đó thôi. Nhưng mà cái quan trọng là trong Minecraft á, là tăng 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 có vài giây là ra con heo rồi. Còn ngoài đời chờ chính tháng 10 ngày. Ở đâu? Hình như con heo nó khác con người ba. Ừ, tôi không biết thời gian đẻ của heo. Mà nói chung là ở bên ngoài đời heo nó đẻ lâu hơn. Ở trong Minecraft thì không kiểu pap 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 pap. Vài giây có heo còn. Ghê. Ok, Real Life. Dù ui, mặc dù biết là mấy con heo nó rất là dơ, rất là hôi, nhưng mà thật sự khá là dễ thương. À không, từ từ, hình như mấy con heo này rất là sạch này đúng không? Ờ, heo này được tắm đàng hoàng này. Ồ, ok. Không dơ các bạn, heo không dơ. À, slippery. Ok, trượt băng à. À, nước, ok, hello nước. Vâng, nước đang đón một mùa Noel cực kỳ ấm áp ở giữa một cái lòng biển. À, Noel tiết rơi giữa sa mạc. Ok. Rồi, nước vẫn đang nhảy là tung đặc đấy. Rồi, xong hết lên cho con mày nhoi hả mày. Rồi, xong luôn, xong thằng nước luôn. Ok, bye bye em. Nước dưới luôn rồi, ok, Real Life. Du. Mặc dù đây là một cái quả xoáy fail, nhưng mà mình cũng cảm thấy gọi là rất khó để làm được điều này các bạn. Rất khó, khó lắm luôn á. Mặc dù là xoáy fail, nhưng mình cũng khá là nể phục mấy ông trực tiếp như này. Spider Minecraft. Ủa, tôi sợ mấy con kiểu nhiều chân lắm mà. Không phải sợ mà là tôi kiểu nhìn nó ghê cái gì á. Sao có chút xíu vậy? Hello Dan. Mày nhìn gì tao?
Nó nhìn thằng nhỏ như đã, sau đó quánh thằng nhỏ chết luôn. Quanh thích quanh kêu luôn, đệ tử của anh bên Man đây rồi. Má ghê thiệt, Man là đệ tử của anh bên Man đấu nghề đó ba. Real life. Người yêu tôi có nuôi một con giống vậy. Người yêu tôi có nuôi một con giống vậy, nhưng mà hình như là tùy sở thích mọi người. Người yêu tôi bảo là những cái con nhỏ như này rất là đẹp, nhưng mà theo tôi thấy thì nó hơi hình rợn da gà, bởi vì ok, rock climber tức là leo leo đá hả? Leo đá hay leo núi? Hình như cầm sợi dây để leo đá, leo núi à? Du ghê, cái này mình làm cũng được. Ờ ok, áo này mình cầm sợi dây, mình tính đâu cầm dây để leo núi chứ hóa là thế. Bình thường các bạn, bây giờ để coi real life nè, tôi rất là khoái nhận động viên leo núi của real life luôn đó. Thôi ôi, cái tầm này mà mấy ông cứ sợ độ cao, cứ leo mấy cái này hơi khó ba. Ôi cao vậy ấy, Boston 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 chứ, hình như Boston với Boston khác nhau thì phải. Rồi rồi, xong đam rồi, xong đam rồi, xong đam rồi, ta đã đam tan rồi, học học đam, đam không tan, đam không tan, đam còn một máu. Ok, ủa cái này tôi nhớ là Boyson chứ, hay ông đam ông kia thiếu nhờ. Real life, ok real life. Đấy gì cái này là kem mà ice cream mà đâu phải là Boyton đâu. Cái ok, đây Minecraft. Giờ nông viên chuyên nghiệp các bạn, giờ nông viên chuyên nghiệp các bạn chuẩn bị. Ở đây chuẩn bị con màn trình diễn nhà nông viên chuyên nghiệp nè. Nhảy. Xoay một vòng luôn. Ghê 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 ghê. Để bữa nào tôi vô Minecraft tôi làm thử các bạn. Làm thử. Biểu diễn ghê thiệt. Real life. À, không có đoạn mất quần các bạn. Không, kịch bản không có đoạn mất quần. Ok, cái đó kịch bản của tôi, thôi kịch bản của video. Ủa sao giống cái công thức chế tạo con golem. Ê từ từ, cái này là cái này chế tạo con golem đúng không? Cái sắp xếp là chế tạo golem đúng không? Đặt cái đầu lên trên là cái chế tạo con golem mà. Tại sao lại là con robot này? Các bạn nào biết các bạn đây là comment giúp mình không? Ôi nó chế tạo ra robot kìa, ghê. Real life. Robot ở trong Minecraft nó cao hơn con người. Minecraft và robot real life có chút xíu à. Farmland, ok. Tiếp tục là đa là chế độ nông dân. Làm gì vậy? Bác theo kinh nghiệm chơi Minecraft kiểu vài năm của tôi thì tôi nghĩ đây là hành động của việc đang trồng trọt đó, trồng cà rốt nè. Đúng rồi, đây là hành động của việc trồng cà rốt. Ok, là real life sao? Ủa hai cái này liên quan gì tới nhau ta? À rồi tôi hiểu rồi. À, tức là Minecraft á, chúng ta chỉ cần dùng cái đồ gặt á là chúng ta xới được đất. Nhưng mà trong real life là chúng ta phải dùng cái cây này đó, chúng ta xới rất là lâu. Rồi, mình hiểu rồi. Nói chung là mình cũng biết sơ sơ về cái việc trồng cây của nông dân rồi, xới đất khá lâu á. Minecraft, ok. Ôi, chiếc xe nhìn kêu vậy. Ủa, được cái bánh hình vuông sao chạy? Được luôn. Cái bánh hình vuông chạy được luôn, ghê vậy. Má cái này, cái bánh hình vuông mà chạy được luôn, vãi nồi. Ghê. Real life, đời thực. Tôi khá thích những cái xe này nè. Không biết là các bạn biết tên của những cái xe này không, mà tôi cực kỳ thích cái xe này luôn. Cậu tôi có một chiếc nhưng mà tôi không biết dùng. Rồi rất là muốn học, nhưng mà tại vì ở đường ở chỗ tôi nó hơi hẹp á, không có dùng mấy xe này thì được. Rocket ở trong Minecraft. Ok, làm gì đây?
À, núp leo xe tăng. Ồ, núp đang tự hào, núp có một chiếc xe tăng là cực kỳ ngầu các bạn ơi. Và đây là đàn, núp bắn đàn hả? Ủa, rocket là rocket nảy hả? Tôi tưởng đâu cái quả pháo nhỏ nhỏ chứ. Thế là rocket là cái súng này hả? Bum, ok. Đội mũ các bạn, những cái lần mà nước kiểu nó tròn mắt bự lên đó, đó là nhìn rất là tếu. À, kiểu những cái lúc đội mũ nó đội mũ không cái không thấy con mắt ở đâu luôn. Nói chung là ở trong cái video của Đa là tôi khoái với cái thằng nước này. Nước vẫn đang điếu với chuyện gì xảy ra. Ôi, real life. Ồ, pháo trong real life ngầu các bạn. Ê, tập thể dục. Ở đâu? Ở tập luyện. Ừ. Ồ, boxing các bạn. Đấm bóc. Ghê 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 ghê. Rồi. Ồ, cái animation này khá là... Ôi, khá là ngầu luôn á. Rồi, ok. Ghê ghê ghê. À, đập dở cái đầu biến hồ luôn, ghê thiệt. Sữa. Ôi, đường đó này lùm sữa luôn đó nha. Đúng là đường lùm sữa lên đó nè. Ghê, tập luyện các bạn, ghê. Ủa, cái này tôi nhớ là tập luyện, từ từ. Ờ, từ từ nha. Đây, từ từ, tôi dừng ở khung cảnh này coi. Đây là một cái sân vận động. Có cái khán đài ở trên, có người ngồi đó, bạn thấy không? Và có thể nhiều bạn chưa là tập luyện boxing là có thể có khán đài cho người ngồi. Nhưng mà cái tôi quan trọng tâm ở đây là cái khung này, là cái khung tôi nhớ là của bóng bầu dục mà. What the fuck, ông này ông tập boxing ở cái sân thi đấu cho bóng bầu dục. What? Hay là tôi không hiểu rõ lắm về boxing ta, hay là do tôi nhầm lẫn, hay là do cái gì đó ta. What? Cái này chạy lên khán đài luôn. Dành chơi đây rồi. Ôi trời ơi, để các bạn đấy rồi. Ôi, tập luyện bay lên cái khán đài, tập luyện bay đấy. Dù em chưa đánh thắng thằng nào. Ui ơi, ông chưa đánh người ta, ông đã lên đây anh, ông giành cái cúp rồi. Ồ, luyện kiếm các bạn. Ôi, cái kiếm dẻo vậy. Ồ, kiếm này là kiếm để luyện tập đúng không ta? Tại mình thấy nó khá là dẻo luôn á. Ồ, tất nhiên là luyện tập là dùng kiếm luyện tập này. Nhưng mà cái này nó dẻo quá rồi. Ôi. Like, subscribe, bật chuông thông báo. Ok, cũng nhớ làm những cái điều đó với mình nha. Ok, và video đến đây kết thúc này. Đâu rồi, đã xong rồi. Who had won? Ai sẽ thắng? Minecraft real life real life hay là Minecraft sẽ thắng? Thì các bạn hãy nhớ đây là bình luận phía bên dưới nha. Các bạn thích cái nào hơn? Ok, nếu bạn nào coi đến đoạn này rồi á, có hết video luôn á mà không tua đoạn nào á, thì các bạn hãy để lại comment phím số 5 cho tôi biết nha. Tại giờ nếu bạn nào được bỏ lại comment phím số 5 chứ nào các bạn đã coi hết video này rồi, và tôi sẽ tim và like cho bạn đó. Ok, thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích video này, đây là một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube Silo Piso để xem có được làm video hay không, một đừng quên đóng vào báo các bạn đăng ký để nhận thông báo video mới nhất của nha. Và nếu bạn nào là fan của Silo, người hâm mộ của Silo và subscribe của Silo, hãy các bạn hãy làm tất cả điều trên tương tự với các thành viên lại trong Hello Team gồm có Timmy, Simmy, Sammy, Camui, Caron, Phong Cận và Mr. Dịch nha. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp.